Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Anphat Computer. Hiện tại thì nếu mà xét trên khía cạnh là dòng RTX 4000 series thì chúng ta đã có hai phiên bản. Một là RTX 4090 và hai là RTX 4080. Mức giá chênh lệch của phiên bản là rơi vào khoảng loanh quanh 20 triệu đồng. Và rõ ràng thì nếu mà xét trên khía cạnh thuần hiệu năng thôi thì 4090 cho một cái trải nghiệm là rất tốt. Anh em hoàn toàn có thể chơi game trên độ phân giải 4K với FPS rất cao, hoặc là chơi game trên độ phân giải 2K, cái nào cũng ok. Thì ở đây mình đang có phiên bản đến từ Gigabyte Aorus. Trước đấy thì mình đã có làm cho anh em một số những phiên bản cao cấp của đến từ những hãng khác rồi. Thì ở đây mình đang có một phiên bản đến từ Gigabyte. Thì đây là phiên bản Aorus Master, cũng thuộc dòng cao cấp của Gigabyte nếu xét trên phân khúc của 4090. Tất nhiên thì ở đây sẽ là một video mở hộp sản phẩm và đánh giá chi tiết cái hình thức bên ngoài của sản phẩm thôi. Còn một video khác thì mình sẽ hẹn anh em thì mình sẽ đánh giá về cái hiệu năng này, cái nhiệt độ tỏa ra của sản phẩm thì cho nó phù hợp nhất, để tránh dành cho anh em kiểu bị loãng đi. Thôi không mất nhiều thời gian nữa, chúng ta sẽ tập trung vào sản phẩm. Phần vỏ hộp thì mình sẽ bỏ qua nhé. Cái vỏ bên ngoài ấy, tốt gỗ ấy, nó phải gọi là một cái tuyệt vời. Thì đầu tiên mình sẽ nói về cái kích thước của sản phẩm đi. Nếu anh em nào mà đang nhìn thấy mình đang cầm trên tay đây thì gần như cái phiên bản 4090 nào cũng đều kích thước là vô cùng lớn. Thì đây anh em nhìn thấy, nói so với mình trông này, trông kiểu cả đồ họa nó siêu to và khổng lồ. Điều đấy thì cũng sẽ đồng nghĩa với một điều rằng là khi anh em lựa chọn những cái vỏ cây thì cũng cần phải lựa chọn những vỏ cây nó rất là dài. Anh em cần phải quan tâm xem ấy là cái GPU bên trong nó hỗ trợ là bao nhiêu thì mới có thể nhét được em cả đồ họa này vào được. Tuy nhiên thì có một điều mà mình cảm thấy được là phiên bản Aorus này khá nhẹ khi so với những phiên bản 4090 khác nhé. Chỉ nhẹ so với 4090 thôi, chứ còn so với những phiên bản khác thì tất nhiên mẫu cả họa này vẫn khá là nặng. Lý do mình nghĩ là nằm ở cái cấu tạo của cái sản phẩm này. Nhẹ ở đây thì do cái phần bằng trước ở đây được làm từ nhựa. Đây mình sẽ gõ cho anh em nghe này. Thì đây, nguyên cái phần mặt trước ở đây thì đều được làm từ nhựa, thì khiến cho trọng lượng của sản phẩm giảm đáng kể. Tuy nhiên thì anh em cũng không cần phải đắn đo quá nhiều về cái độ vững chắc của sản phẩm. Bởi vì thứ nhất, với những phiên bản 4090 thì gần như bắt buộc một điều, anh em sẽ cần phải sử dụng những cái đỡ cả đồ họa thì mới có thể nâng đỡ được em cạc như này. Và phần mặt sau, cái miếng backplate đây, miếng backplate chắc chắn vẫn được làm từ kim loại để đảm bảo được cái tính tản nhiệt thụ động cho những cái chip VRAM đằng sau, những con tụ đằng sau, và giúp sản phẩm được chắc chắn hơn nữa. Ở đây thì anh em có thể nhìn thấy cái thiết kế hở ra, cái thiết kế này đã xuất hiện trên những cái dòng 3000 series cách đây 2 năm rồi, và với phiên bản 4090 sẽ được làm lớn hơn hẳn nữa. Chúng ta sẽ có một số lý do. Thứ nhất là về cái phần bo mạch. Cái bo mạch ở trên những phiên bản cả đồ họa, những cái bo mạch do NVIDIA cung cấp thì đều có kích thước là khá ngắn. Ngày xưa thì cái bo mạch ấy thì có thể custom lại được. Một số hãng thì họ hay chỉ nhận mỗi cái GPU thôi, còn bo mạch họ sẽ tự làm. Còn bây giờ thì bo mạch đã đều gắn tốt lại rồi, và để có thể đảm bảo được cái yếu tố hiệu năng tản nhiệt thì họ cần phải làm dài ra. Và đấy, chúng ta đã có một phần dư ra, trong dư ra khoảng chừng 4%. Nói chung cái đấy nó không quan trọng lắm đâu, quan trọng là hiệu năng sử dụng của chúng ta vẫn rất tốt. Tiếp theo nữa mình sẽ đề cập đến cái yếu tố liên quan đến tản nhiệt. Đây cũng là một điều mà được cải tiến. Thì một số anh em đã biết cái công nghệ quạt của bài rồi. Quạt chúng ta có quạt quay đảo chiều, cái đấy thì ai cũng biết rồi. Với phiên bản trước thì là quạt ở giữa này nó sẽ nằm ở tụt về đằng sau và nằm ở trong hai quạt, thì bây giờ đã làm tách ra. Với hầu hết những cái phiên bản của Gigabyte thì đều làm như vậy. Thứ nhất là một số anh em sẽ tiếc cái vấn đề liên quan yếu tố LED RGB. Cái này thì do cái LED RGB của phiên bản Aorus trước trông khá đẹp, kiểu xoay vòng các thứ nhìn rất đẹp, và đến phiên bản này nhìn chỉ có vẻ là không thấy đâu, nhưng thực tế ra là có nhá. Đây ở trên cánh quạt đây, anh em có thể nhìn thấy một cái ký hiệu giống như này. Thì ở bên dưới ở đây sẽ có một dải LED, và cái dải LED này sẽ sáng khi mà anh em bật lên và khi quạt quay. Cái này thì mình sẽ show cho anh em bao giờ mình lắp cái máy lên, thì trong video đánh giá đi thì mình sẽ cho anh em xem một cái chi tiết hơn. Thì sản phẩm sẽ vẫn có LED để anh em có thể nhìn sập sình. Tuy nhiên khi mà anh em cắm ngang thì LED cánh quạt cũng sẽ gần như là anh em sẽ không để ý tới, và thay vào đấy chúng ta sẽ nhìn đến LED ở trên cái khu vực ở màn hình ở đây. Đây có một cái màn hình ở đây hiển thị thông số, và sẽ có thêm cái dòng chữ Aorus. Thì cái dòng chữ Aorus này sẽ là dòng chữ Aorus làm từ kim loại và được dán lên nhá. Còn cái dòng mà GeForce RTX ở đây sẽ là dòng chữ được in chìm lên sản phẩm thôi. Cái này thì cũng không quan trọng lắm. Giờ những cái sản phẩm 4090 gọi chung là 4000 series thì đều hướng đến là tối ưu đơn giản, chủ yếu là
to, nạc và dày. Và hệ thống ống đồng bên trong đây thì mình đếm vào đây là khá nhiều. Mình hơi tiếc một chút nếu ống đồng ở đây mà Gearbike kiểu cho mạ nickel thêm nữa cho cái sản phẩm nó sáng bóng lên thì trông nó sẽ cao cấp hơn hẳn luôn. Về khả năng cấp nguồn đi thì với tất cả các dòng 4000 đều sử dụng cái cổng cấp nguồn là 12 pin, và anh em yên tâm ở trong phần vỏ hộp cũng đã có tặng kèm sẵn rồi, chúng ta chỉ cần cắm vào thôi. Một số anh em có thể là lựa chọn những cái bộ nguồn mới trên thị trường bây giờ thì một số bộ nguồn cũng đã hỗ trợ chuyển sang cổng 12 pin rồi, thế nên anh em có thể cắm nhá. Mình cũng cần phải lưu ý lại dành cho anh em nào mà sử dụng cổng 12 pin này, nếu anh em mà đang sử dụng cổng 12 pin ấy mà cắm cái có sẵn ở trên vỏ cây ấy, nếu anh em nào mà chỉ cắm 3 cái cổng 8 pin vào thôi thì cái lượng điện sẽ bị lốc lại ở 450W, anh em làm gì nó cũng sẽ chỉ ở 450W. Còn khi anh em chuyển sang 4 cổng thì sẽ mở cái giới hạn lên thành 600W. Tuy nhiên thì anh em có thắc mắc rằng cái hiệu năng nó khác nhau không, thì mình nhớ là mình đã có làm về một cái nội dung nó bị yếu tố rồi, thì cái 450W và 600W hiệu năng gần như là không khác nhau, chỉ khác nếu anh em nào mà ép zoom hay thôi. Thế nên là nếu anh em sử dụng thì cũng sẽ quan tâm đấy. Và đây là một bài mở hộp khá nhanh về sản phẩm RTX 4090 Arrow Master của Gearbike. Trong video tiếp theo thì mình sẽ làm về một cấu hình đi, là một cấu hình liên quan RTX 4090, và mình cũng sẽ đánh giá chi tiết về phần cái hiệu năng của phiên bản Arrow này để anh em có thể có một cái nhìn liên quan những cái dòng sản phẩm cao cấp đến từ các hãng, giúp cho bản thân anh em có một cái lựa chọn nó tốt hơn. Mình biết mà 60 triệu thì người có tiền người ta làm gì cho đúng, nhưng thôi cho thêm một chút cái lựa chọn người ta xem trước biết đâu lại thú vị hơn. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.